One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất thế giới trên Amazon. Chất âm 2 chuẩn 2DS, nhịp bass sống động với màng loa kích thước 50mm, thích hợp để nghe nhạc và xem phim. One Audio Pro 10 là tai nghe có dây siêu bền với phần dây dễ dàng thay thế. Đệm tai êm ái mang lại cảm giác đeo thoải mái, dành riêng cho người xem hiểu rõ trong 5 phút khi các bạn bấm vào đường link bên dưới, giá chỉ còn 590.000. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 11. Trong video này, chúng ta sẽ cùng điểm qua các tin tức đã diễn ra trong ngày hôm qua tại Ukraine. Thực ra, có những khoảng thời gian mà mình cảm giác rằng những ngày trôi qua giống y hệt nhau. Chỉ có một chút thay đổi liên quan đến báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga. Còn đâu thì cả hai phe vẫn liên tục tấn công nhằm đạt được mục đích. Tuy nhiên, đối với ngày hôm nay thì hoàn toàn khác. Quân đội Nga đang công kích trên mọi mặt trận, từ Biatykhatki đến Kupiansk. Chỉ có hai nơi duy nhất mà họ không có động thái gì, đầu tiên là ở Kherson vì người Nga đang gặp một số vấn đề tại đây. Và chúng ta sẽ cùng thảo luận về việc này sau. Còn khu vực thứ hai là Robotyne. Đó là hai khu vực duy nhất mà quân Nga đang không tấn công. Còn đối với mọi vị trí khác thì chúng ta đều nhận được các cập nhật, thậm chí tại một vài ngôi làng trong phòng tuyến Ukraine còn đã có dấu hiệu sụp đổ. Vậy nên hãy cùng bắt đầu bản cập nhật ngày hôm nay với Adiska. Video đầu tiên có thể nói là khá là giải trí khi chúng ta nhìn thấy một binh lính Nga ẩn nấp tại chiến hào đang cố gắng cắm cây cờ Liên bang Nga xuống tại tiền tuyến. Ta có thể thấy tia lửa từ phát bắn của lính bắn tỉa Ukraine, tuy nhiên đã trượt mục tiêu. Do đó anh chàng này vẫn sống sót và thành công đạt được mục đích. Các đợt công kích nhằm mở rộng phạm vi kiểm soát của người Nga đến khu vực dân cư nằm ở giữa hai tuyến đường dài hiện tại vẫn đang được tiến hành. Đây là một chiến dịch nguy hiểm, nhưng nếu thành công thì nó sẽ là một bàn đạp cho người Nga đe dọa đến những khu định cư khác như là Karamil, Ocheretine hay cắt đứt tuyến đường tiếp tế của quân Ukraine đổ về đây. Đã khoảng một tháng rưỡi kể từ khi chiến dịch thòng lọng Adiska của người Nga bắt đầu và họ đã có được những thành công rất cụ thể như là chiếm được bãi đổ rác cực kỳ quan trọng ở đây cũng như kiểm soát được phạm vi đường sắt lân cận. Giờ đây, quân đội Nga đang tiếp tục công kích vào nhà máy hóa học từ hướng Bắc. Mình còn nhận được tin tức rằng thậm chí dù rằng quân Nga chưa tiến vào, nhưng lực lượng Ukraine đã tự động rời bỏ phạm vi phía đông của nhà máy này, khiến cho nó giờ đây đã trở thành vùng xám. Đối với các đợt dội bom thì vẫn đang tiếp tục được triển khai. Khi trong video thì ta có thể thấy vụ nổ của những quả bom FAB-250, FAB-500 và tên lửa chống tăng. Trung tâm Adiska cũng đang chịu hoàn cảnh tương tự. Vậy cách tiếp cận này của người Nga theo mình đánh giá là khá giống với cách mà NATO hay Israel đang áp dụng lên Gaza. Tất nhiên là chỉ giống một phần thôi. Chứ chúng ta không thể đưa ra so sánh hoàn toàn do ở Gaza thì vẫn còn người dân, nhưng Adiska lúc này chỉ còn mỗi binh lính Ukraine mà thôi. Tin tức quan trọng nhất tại đây mà ta nhận được đến từ khu công nghiệp phía Nam. Các cập nhật cho biết quân đội Nga một lần nữa đã lại dẫn sâu lực lượng của họ thành công chiếm được gần như hoàn toàn trận địa với các hệ thống công sự vững chắc này. Tuyến đường Yasinovsky dẫn về đây là tuyến đường mà Ukraine sử dụng để vận chuyển quân binh. Nhưng với bước tiến vừa rồi của người Nga thì hiện tại nó đã bị kiểm soát. Do đó chỉ còn một cung đường duy nhất chính là cung đường từ phía nam mà mình đang vẽ ra này, để người Ukraine có thể sử dụng nó, nhưng nó thuộc phạm vi của một cánh rừng, cho nên xe bọc thép sẽ không thể di chuyển qua một cách dễ dàng. Thêm nữa, mình cũng không chắc rằng liệu con đường này có tồn tại được bao lâu nữa hay không, vì dựa theo các tin tức ngay cả tuyến đường giao thông ở phía bên tay trái, thì quân đội Nga cũng đang phát động các đợt công kích. Vì thế khả năng rất cao là sắp tới sẽ có những động thái đầu tiên của quân Nga nhằm cắt đứt cung đường vận chuyển quân binh trên. Và đến lúc đó thì sẽ có khoảng 1.000 quân binh Ukraine ở bên trong một cái nồi hầm trông như thế này. Đấy là mình còn chưa nói đến các lực lượng Ukraine đang được triển khai ở khu vực phía đông. Mình khá chắc rằng hiện tại họ vẫn đang ẩn nấp tại nơi các chiến hào và chờ đợi lệnh từ sở chỉ huy cho phép họ rút lui vì phía nam đã bị xuyên thủng. Tuy nhiên, chắc chắn là điều này sẽ không bao giờ xảy ra vì vốn dĩ đầu não Ukraine hoàn toàn không có ý định này. Các đơn vị ở phía đông sẽ phải cố thủ cho đến chết. Vậy nên khả năng rất cao là lúc này tên của họ cũng đã bị xóa khỏi danh sách quân binh Ukraine từ lâu rồi. Khu vực duy nhất mà hiện tại người Nga đang gặp trục trặc là phạm vi lân cận Siverne, do ở đây các bãi mìn được quân đội Ukraine thiết lập một cách quá dày đặc. Hơn nữa, người Ukraine đang có khả năng triển khai các thiết bị đặt mìn từ xa, vậy nên họ hoàn toàn có thể làm mới các bãi mìn này mỗi ngày. Do chưa thể nào tìm ra giải pháp tối ưu, nên cách mà quân đội Nga đang làm là sử dụng đến đạn tuần kích. Dù rằng không quá hiệu quả, nhưng nó còn hơn không, thay vì họ phải sử dụng đến những chiếc xe tăng T-90, T-72 hoặc là các xe thiết giáp chở đầy bộ binh đi phá mìn. Trên đây là tình hình hiện tại ở Adiska, chiếc thòng lọng của người Nga vẫn đang tiếp tục được thắt chặt. Và chắc chắn rồi, họ đang muốn kết thúc chiến dịch này trước khi năm mới đến, thậm chí là trong mùa đông. Di chuyển đến Nam Donetsk, cụ thể là ở Novomikhailivka. Sau khoảng 2 tuần tạm dừng thì đến giờ, các hoạt động quân sự của Nga đã chính thức được phát động trở lại.
Video đầu tiên chúng ta thấy một chiếc máy bay trực thăng MiG-24 đã phóng một quả tên lửa LMUO từ khu định cư nào đó ở phía nam. Đây là loại tên lửa tự dẫn và là một trong những khí tài nguy hiểm nhất của người Nga với tầm hoạt động khoảng 15 km. Vậy nên, nó gần như vô hình trước các hệ thống phòng không. Sau khi đã đi được chừng đó khoảng cách đến Novomykhailivka, thì hệ thống của quả tên lửa này đã khóa được mục tiêu, thành công lao vào và phát nổ. Tại phía tây Novomykhailivka, thì vẫn đang có các đợt dội bom F-baby vì quân đội Nga hiểu rằng do phần phía nam và phía đông khu định cư đã bị họ kiểm soát, nên bây giờ, nơi duy nhất các kho đạn của quân Ukraine được tích trữ chỉ còn là phạm vi ở phía tây mà thôi. Ngoài ra, còn có một video với nội dung là các đợt công kích nhắm vào xe bọc thép của quân đội Ukraine đang di chuyển tại cánh đồng. Từ toàn bộ các video vừa rồi mà ta có thể đưa ra kết luận rằng đây chính là các đợt pháo kích nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công trực diện trên mặt đất của người Nga. Mình không nghĩ rằng họ có thể tiến vào luôn ngôi làn chỉ trong lần này, nhưng chắc chắn là những phạm vi ngoại ô sẽ bị kiểm soát. Vậy là quân đội Nga đang có ý định hoàn tất chiến dịch nhắm tới Arizka trước khi năm mới đến. Vì thế, chúng ta sẽ bắt đầu đếm ngày mà khu định cư này sụp đổ. Nói qua một chút về Holiska, như chúng ta đã cùng thảo luận, quân đội Ukraine dưới kết quả của một đợt tấn công bất ngờ mà họ đã thành công chiếm được bãi đổ rác ở đây. Đến hôm nay thì tiếp tục dấn sâu thêm một chút nữa. Quân đội Nga hiện giờ vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề vì chắc chắn họ vẫn chưa tìm ra cách tốt nhất. Di chuyển đến Bakhmut, video đầu tiên cho ta thấy quân đội Ukraine thành công phá hủy một vài chiếc xe tăng Nga khi chúng đang công kích vào Arizka. Chỉ là các hoạt động quân sự bình thường, không có gì đặc biệt. Đối với người Nga thì họ cũng đang liên tục sử dụng máy bay không người lái và pháo binh nhằm gây thiệt hại lên các lực lượng của kẻ địch, với mục tiêu là nhắm đến xe tăng, các xe cứu thương hoặc là các phương tiện di chuyển thông thường để làm bàn đạp cho quân đội Nga chuẩn bị thực hiện một đợt phản công. Ngoài ra, còn có một video nữa tại đây nhưng chúng ta cũng không thể xem vì tính chất bạo lực của nó. Đối với mặt trận phía Bắc thì tình hình cũng tương tự. Trong tuần qua, nhờ kết quả của các đợt tấn công mà quân Nga đã thành công mở rộng phạm vi kiểm soát tiến gần hơn đến Borodyanka và Kromove. Các đợt pháo kích hiện cũng đang được tiến hành, trong khi video này thì ta thấy chúng nhắm vào phần rìa phía đông Borodyanka. Vậy hãy cùng chờ xem liệu trong một vài ngày tới thì quân đội Nga có thực hiện các đợt trinh sát nhằm thu thập thông tin để hiểu rõ tình hình hiện tại của quân Ukraine tại khu định cư này. Khả năng rất cao là người Nga cũng đang đặt mục tiêu sẽ hoàn tất mặt trận này trước khi năm mới tới. Đến với khu vực Bilohorivka và Svirne, đây có thể nói là một trong những nơi mà mình không nghĩ rằng quân đội Nga sẽ phát động chiến dịch tấn công. Nhưng giờ đây thì họ đã thực sự làm điều này. Video đầu tiên nằm ở rất xa về phía đằng sau với nội dung là quân đội Ukraine sử dụng tên lửa HIMARS thành công phá hủy một hệ thống lựu pháo D-30. Đối với video tại Svirne thì chúng ta đã cùng thảo luận về nó trong ngày hôm qua. Nếu cùng tăng số ngày lên tính từ đầu tháng 9 thì có thể thấy không có bất kỳ một khu vực nào bên trong ngôi làng này là chưa bị hỏa lực của người Nga nhắm tới. Có nơi ít nhất thì một lần, có nơi thì 3, 4 hay 5 lần và thậm chí là có nơi có cả trăm lần. Sau một quãng thời gian rất dài tiến hành các đợt pháo kích thì đến bây giờ người Nga đã quyết định phát động một chiến dịch tấn công với quy mô rất lớn với hai mũi tấn công chính là từ Bắc và Nam. Họ đã sử dụng đến xe tăng, xe bọc thép, xe thiết giáp chở quân, các hệ thống pháo binh cùng với cả máy bay không người lái cho lần này. Mình nghĩ rằng ngay cả quân đội Ukraine thì cũng không ngờ rằng một lượng lớn quân binh nhiều đến như vậy lại được quân Nga sử dụng chỉ để chiếm lấy một ngôi làng nhỏ. Ta vẫn chưa nhận được bất kỳ một video xác minh vị trí nào đến từ các nguồn tin Ukraine giống như ở Arizka hay Kupiansk, khi các video của họ cho thấy vô số xe bọc thép Nga bị phá hủy. Vậy nên mình nghĩ rằng sẽ chẳng có video nào cả do lực lượng vũ trang Nga đã thành công kiểm soát toàn bộ Svirne. Và sớm thôi, trong 48 giờ nữa thì chúng ta sẽ nhận được các tin tức xác nhận. Thêm nữa, trong hôm qua, quân đội Nga cũng đã phát động một chiến dịch mới nhắm vào Bilohorivka. Quan sát trong video ta có thể thấy họ cũng sử dụng các đơn vị giống như tại Svirne. Không có bất kỳ dấu hiệu chống trả nào từ người Ukraine dù chỉ là các đợt pháo kích. Do đó, những chiếc xe tăng của quân Nga chỉ đơn giản là tiến lên và đè bẹp mọi thứ. Sau khi tiếp cận được hàng cây thì bộ binh Nga đã được triển khai để tiến hành các công tác dọn dẹp. Vậy dựa theo hệ thống bản đồ thì lực lượng Nga đã xuất phát từ phía đông bắc rồi di chuyển đến hàng cây ở đây. Ta chưa có được video cho thấy kết quả đợt tấn công trên. Dù sao thì mình nghĩ khả năng rất cao là hàng cây này đã thuộc về tay họ. Vì thế, quân đội Nga sẽ sẵn sàng tiếp tục thực hiện các đợt đẩy nhắm vào khu công nghiệp nằm ngay phía bên dưới. Tổng kết lại từ hai đợt tấn công trên, ta có thể đưa ra phán đoán như sau. Nhờ hệ thống cơ sở hạ tầng dày đặc dưới lòng đất tại nhà máy lọc dầu Lysychansk mà lực lượng vũ trang Nga đã giấu rất nhiều quân binh của họ tại đó. Cho đến cách đây một vài ngày thì trước tiên, người Nga đã công kích vào Svirne, ép cho quân đội Ukraine phải đưa ra các lực lượng dự bị ở Vekhono Kamianske về đó để phòng thủ
Sau đó chớp thời cơ này ngay lập tức là một mũi tiến công khác cũng đã được phát động thẳng vào Bilohorivka. Vì thế câu hỏi của chúng ta vào lúc này sẽ là liệu lực lượng vũ trang Ukraine có đủ khả năng để trung hòa cả hai tiền tuyến cùng một lúc? Và nhắc lại rằng trong giai đoạn trước của chiến dịch quân sự đặc biệt, dưới áp lực khủng khiếp mà người Nga áp đặt lên Kupiansk, thì lữ đoàn cơ giới hóa số 54 vốn đang phụ trách các khu định cư như Sever, Spinner và Bilohorivka đã buộc phải đưa về Kupiansk để hỗ trợ phòng thủ. Vậy đây có thể là một nước đi không mấy thông minh của Ukraine, dẫn đến việc giờ đây họ đang có một lỗ hổng ở hàng rào phòng thủ tại mặt trận Sever. Hãy cùng chờ đợi các tin tức mới vì những diễn biến tiếp theo chắc chắn sẽ rất thú vị. Di chuyển đến tiền tuyến Kupiansk, trong thời gian qua có hai mũi tấn công chủ yếu mà quân đội Nga phát động. Đầu tiên là từ Bersochanneve, nhắm đến tuyến đường giao thông ở dưới. Và thứ hai là từ Yarisne, nhắm đến Ivanivka. Một vài nguồn tin cho biết lực lượng Ukraine tại Ivanivka hiện đã bị ép lùi sâu hơn nữa. Về đằng sau, còn phạm vi bên trong ngôi làng giờ đây đang là vùng xám. Nhưng mình không chắc nó sẽ là vùng xám trong quá lâu vì người Nga vẫn sẽ đẩy mạnh áp lực của họ. Tại tuyến đường ray dẫn về Kyivka thì quân đội Nga đã mở rộng được phạm vi kiểm soát. Vậy tức là có một điều gì đó đáng báo động sắp xảy ra đến với Ukraine. Và cũng như các mặt trận khác, chắc chắn quân Nga đang muốn giải quyết phạm vi này trước khi năm mới tới. Đến với Vermesky, trước đó thì thời gian trước chúng ta đã cùng xem một video cho thấy quân đội Nga tiến hành một đợt công kích nhắm vào Urozai. Tuy nhiên, hầu hết các đơn vị của họ đã bị tiêu diệt. Nhưng đến hôm nay thì lại có một video khác được đăng tải bởi các nguồn tin Ukraine cho thấy người Nga thực sự đã đạt được thêm một vài bước tiến khi họ di chuyển dọc theo hàng cây thành công dấn sâu lực lượng. Robotyne là nơi mà lực lượng vũ trang Nga đã quyết định không phát động tấn công trực diện trong ngày hôm qua, mà chỉ có các đợt dội bom cùng với máy bay không người lái nhắm vào các chiến hào mà quân đội Ukraine vừa chiếm được. Hiện tại người Ukraine vẫn đang liên tục tiến hành các đợt đẩy nhằm tiến gần hơn tới Novopropetrovsk và Vyborve. Tuy nhiên, mình không chắc rằng những tổn thất mà trong suốt thời gian qua họ đã phải bỗ ra có xứng đáng hay không. Tại Biatykatsky thì cũng có một vài cập nhật cho biết phần phía tây ngôi làng hiện đã bị quân đội Nga kiểm soát, do đó các cuộc giao tranh lúc này sẽ diễn ra trực tiếp bên trong khu định cư. Vẫn như trước, mục tiêu của người Ukraine sẽ là biến mọi bước tiến của quân đội Ukraine có được trong chiến dịch phản công lớn nhất của họ về lại vạch xuất phát. Đến với Kherson, khi ta nhận được rất nhiều tin tức tại đây, và hầu hết chúng đều là từ các nguồn tin Ukraine. Những ngày qua khi quân đội Nga liên tục dội hỏa lực vào Krimki, thì quân đội Ukraine đã không khoanh tay đứng yên mà họ đã tập hợp rất nhiều máy bay không người lái, nắm bắt được các vị trí triển khai hỏa lực của kẻ địch. Để đến hôm nay, những cuộc tấn công đầu tiên của người Ukraine nhằm dọn dẹp toàn bộ các vị trí trên đã bắt đầu được tiến hành. Video đầu tiên cho ta thấy một hệ thống pháo binh Nga đã bị phá hủy. Video thứ hai là một hệ thống nhiệt áp hạng nặng TOS đang được quân Nga cố gắng đưa ra tiền tuyến để công kích vào Krimki, thì quân binh Ukraine đã nhanh tay hơn, sử dụng máy bay không người lái và thả bom khiến cho hệ thống nhiệt áp này phát nổ. Tiếp nữa là một video với nội dung là một chiếc xe chở quân hoặc là một chiếc xe chở các thiết bị vận hành máy bay không người lái khi đang chuẩn bị di chuyển ra tiền tuyến thì đã bị quân đội Ukraine công kích vào và phá hủy. Vậy từ các video trên thì ta có thể kết luận ít nhất trong ngày hôm qua thì phe chiếm ưu thế là Ukraine. Dù rằng tiền tuyến vẫn đang được trung hòa, nhưng để có nhiều cách ép lui lực lượng Ukraine hơn thì quân đội Nga đã buộc phải đưa thêm các đơn vị máy bay trực thăng đến đây. Khi như trong video này thì ta quan sát được, ít nhất đã có 3 chiếc công kích vào Krimki. Các khu định cư như Kazovske và Berislav trong hôm qua vẫn tiếp tục phải chịu các đợt dội bom. Kể từ khi quân đội Ukraine thiết lập được một vài cứ điểm phòng thủ tại Krimki thì không ngày nào chúng ta không thấy người Nga dội hỏa lực vào những bờ hữu ngạn. Vậy khả năng rất cao là một lượng lớn quân binh Ukraine đang được tập trung tại đó và chỉ chờ khi có mệnh lệnh thì ngay lập tức họ sẽ phát động các đợt tấn công vượt sông. Một tin tức rất thú vị đến từ Kiev khi trong hôm qua, Tổng thống Zelensky đã phát biểu rằng người Nga đang có ý định tạo ra một cuộc cách mạng Maidan thứ 3. Nếu như bạn không biết thì trong năm 2013 và 2014 đã có một cuộc đảo chính quân sự diễn ra tại quảng trường Maidan hay quảng trường độc lập Ukraine. Nhờ kết quả của cuộc cách mạng này mà Tổng thống Ukraine đương thời Viktor Fedorovich Yanukovych đã bị lật đổ, sau đó thì một cuộc bầu cử mới đã diễn ra. Vì thế, theo như mình hiểu ý của Tổng thống Zelensky đang muốn truyền tải rằng mọi thứ khởi đầu với Maidan thì Liên bang Nga cũng đang định kết thúc một cuộc chiến này bằng cuộc cách mạng Maidan khác. Trong hai cuộc cách mạng Maidan đầu tiên thì phương Tây đã thành công cài cắm người của họ vào chính quyền Kiev và tính đến giờ thì người Nga cũng đang muốn làm như vậy. Đây sẽ là cá nhân phá vỡ tình hình hiện tại và nó là một trong những bước tiến quan trọng để mang Ukraine trở lại tầm kiểm soát của Moscow. Tất nhiên, không phải là một phần của Liên bang Nga mà sẽ là thứ gì đó kiểu như đồng minh thân cận chẳng hạn, giống như những năm 2000 đổ về trước. Dựa vào toàn bộ những gì mà chúng ta vừa cùng thảo luận thì mùa đông này sẽ là một trong những mùa đông khắc nghiệt nhất đối với người Ukraine. Hãy cùng chờ xem họ và Tổng thống Zelensky sẽ làm gì.
Và đó là tất cả thông tin trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.